Đối tượng bị bắt là Đầm Văn Xuân, sinh năm 1968, trú tại bản Hưng Nhân, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, khi y đang trốn trên rừng thuộc bản Trọ Phẳng, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu. Trước đó khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 4, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo tại khu vực bản Hưng Nhân, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu xảy ra vụ án mạng, con trai dùng dao chém vào đầu bố đẻ mình là Đầm Văn Hờ. Hậu quả ông H chết tại chỗ, sau đó đối tượng cầm dao bỏ trốn lên rừng. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, Công an huyện Thuận Châu cùng các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.